Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 5, chương trình có những thông tin chính sau đây. Tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 tiếp xúc cử tri Hải Lăng và Gio Linh. Mô hình cánh đồng lớn ở huyện Hải Lăng góp phần tạo thói quen cho người nông dân hướng về sản xuất nông nghiệp tập trung hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, Lào tổ chức lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín. Tham dự lễ tiếp nhận và tổ chức an táng có Đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, Lào. Lễ bàn giao và đón nhận được tổ chức trọng thể vào lúc 6 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại cầu Sa Ợt, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, hài cốt của 37 liệt sĩ đã được đón về đất Việt. Lễ truy điệu, dâng hương và tổ chức an táng được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và quân khu đã dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, được trở về với đất mẹ. Phát biểu tại lễ truy điệu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Thức đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào anh em, tích cực phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và cất bốc hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại Việt Nam. Đồng chí Mai Thức khẳng định, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách luôn được Đảng, Nhà nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng đặc biệt quan tâm. Trong đó, công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt các anh hùng liệt sĩ về an táng và chăm sóc tại các nghĩa trang luôn được chủ trọng thực hiện. Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và quân khu đã tiến hành lễ an táng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín. Nhân chuyến công tác tại Quảng Trị, chiều nay đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Tham dự lễ viếng có đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại các nghĩa trang liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiển tròn tuổi thanh xuân, máu xương, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 liệt sĩ trong cả nước. Phần lớn trong số đó là các anh hùng liệt sĩ của đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn. Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Đoàn đến dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường Chín và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bộ trưởng cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trung tâm di tích thành cổ Quảng Trị. Bộ trưởng đã bày tỏ niềm thành kính, tri ân sâu sắc trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã góp phần giải phóng Quảng Trị, góp phần đưa đến thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác dự báo tình hình thiên tai và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết và thiên tai năm 2015 đến nay diễn biến bất thường và cực đoan. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng gia tăng,
mưa lũ, lốc, rét đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên diện rộng. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mặc dù các địa phương đã chủ động ứng phó với thiên tai, tuy nhiên thời gian qua, công tác này còn bộc lộ một số tồn tại. Như tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, trang thiết bị trong công tác phòng chống thiên tai còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định của luật phòng chống thiên tai. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát các kế hoạch, giải pháp để ứng phó tốt hơn tình trạng bất thường, cực đoan của biến đổi khí hậu, thời tiết. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về củng cố nâng cấp đê sông, đê biển, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Phó Thủ tướng lưu ý các bộ ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác dự báo, phòng chống thiên tai cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về biến đổi khí hậu. Cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn các bộ luật, luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10. Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Bộ luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Các đạo luật thể hiện quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước trong quá trình cải cách tư pháp, trực tiếp liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới. Đồng chí Trương Hòa Bình mong muốn tập thể thẩm phán, cán bộ công chức ngành tòa án phải chủ động, tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm vững các quy định mới của các bộ luật và luật. Đồng thời, tổ chức phối hợp tuyên truyền với các cơ quan liên quan để nội dung của các bộ luật và luật thực sự được phổ biến trong đời sống xã hội. Sáng nay, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 gồm ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, ông Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Mai Thị Kim Nhung, Bí thư Thành đoàn Đông Hà, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn và bà Nguyễn Thị Vĩnh An, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Trị đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại huyện Hải Lăng. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri huyện Hải Lăng. Trong phần trình bày về chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã xác định trách nhiệm, vai trò to lớn của mình trong việc phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri huyện Hải Lăng đã bày tỏ sự tin tưởng về trình độ năng lực, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14. Qua đây, cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, cần thực hiện có hiệu quả những vấn đề đã nêu ra trong chương trình hành động của mình. Thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước. Cùng ngày, ở đơn vị bầu cử số 1, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đã tiếp xúc cử tri huyện Châu Linh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 tại đơn vị bầu cử số 1 gồm ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Hồ Thị Minh, trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ứng Hóa, ông Hoàng Nam, giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và bà Hồ Thủy Vinh, chuyên viên ban tổ chức huyện ủy Ứng Hóa đã trình bày chương trình hành động của mình. Nếu trúng cử, các ứng cử viên hứa sẽ thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phản ánh trung thực tại các diễn đàn của Quốc hội, kiến nghị với các cơ quan quyền lực của Trung ương kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, cũng như đề xuất với Quốc hội, Chính phủ có sự quan tâm hơn nữa đối với tỉnh Quảng Trị trên nhiều lĩnh vực. Tại buổi tiếp xúc, cử tri ở huyện Châu Linh mong muốn các ứng cử viên lưu tâm về những vấn đề mà nhân dân đang băn khoăn, lo lắng. Cử tri mong các ứng cử viên kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu các giải pháp giải quyết những vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thay mặt đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa 13, đã tiếp thu những ý kiến phát biểu của cử tri tại đơn vị bầu cử số 1. Chia sẻ những khó khăn mà bà con ngư dân hiện đang vấp phải và giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời hứa nếu trúng cử, các đại biểu sẽ làm tốt công việc của một đại biểu dân cử và trên cương vị công tác của mình sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội có các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho Quảng Trị phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, như vậy, các hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã sắp hoàn thành. Cùng nhìn lại vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Ánh Tuyết. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy đến hết ngày hôm qua 11 tháng 5 năm 2016, việc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc. Đây là một phần việc rất quan trọng để tiến tới thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 sắp tới, một sự kiện chính trị quan trọng nhằm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Hiến pháp năm 2013. Thực hiện luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2015, thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị về tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử. Ở tỉnh ta có 8 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, 2 người do Trung ương giới thiệu ứng cử, 85 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 488 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.119 người được giới thiệu ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử. Trong đó, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2016, 16 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử ở 73 cụm xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút hàng nghìn cử tri tham gia. Tại những cuộc tiếp xúc vận động bầu cử, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở những vị trí công tác khác nhau, đảm đương những công việc khác nhau. Nhưng khi trở thành ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ứng cử viên đã đưa ra chương trình hành động, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và đã được cử tri ghi nhận. Qua tiếp xúc của các ứng cử viên và qua tiểu sự của các ứng cử viên đã được nghiêm biết thì chúng tôi nhận thấy rằng là các ứng cử viên nhiệm kỳ này là có trình độ rất cao và năng lực thực hiện nhiệm vụ là khả năng được rất tốt. Và trong quá trình là các ứng cử viên đã chương trình hành động của mình thì cử tri chúng tôi rất tin tưởng. Về phía cử tri, với hàng trăm lượt ý kiến trao đổi, chất vấn, đề xuất, tâm tư nguyện vọng, từ những sự việc cụ thể ở địa phương, cơ sở đến những vấn đề quốc kế dân sinh được trao gửi đến các ứng cử viên. Tất cả với mong muốn lựa chọn cho được những đại biểu tâm huyết, có trình độ, am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực kinh tế xã hội thì mới có những ý kiến đóng góp thiết thực để các nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân có chất lượng đi vào cuộc sống. Chất lượng cử tri trong cái phát biểu cũng rất cao, cử tri tham gia cũng đông, nhất là vấn đề nội cộm của địa phương cũng như mà vấn đề lớn của quốc gia, cử tri rất quan tâm mà mong muốn làm sao những ứng cử viên sau khi tin bày cái chương trình hành động của mình thì tiếp tục trong thời gian tới sẽ thực hiện không những là đại biểu, là người cán bộ, những người ứng cử mà được mặt trận và nhân dân giới thiệu lên thì cũng hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt cái chương trình, cái nhiệm vụ của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng qua cả cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, mỗi ứng cử viên đã được thông tin chia sẻ những điều tâm huyết với những người sẽ bầu chọn cho mình. Còn với những cử tri, đây là một kênh thông tin quan trọng nhất để cử tri lựa chọn chính xác những người sẽ làm đại diện cho mình. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến rất gần. Tất cả đã sẵn sàng và như chỉ đạo tại hội nghị trực báo diễn ra ngày hôm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo quan trọng, trong đó đồng chí mong muốn tất cả cử tri ngày 22 tháng 5 sắp tới hãy tự mình cầm lá phiếu của mình để thực hiện quyền công dân đã được hiến định. Chắc chắn ngày bầu cử sẽ là ngày hội của toàn dân. Thông tin về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên vụ đông xuân này, huyện Hải Lăng được mùa lớn với năng suất bình quân đạt trên 60 tạ một hecta. Đặc biệt là xây dựng mô hình cánh đồng lớn, gieo cấy giống lúa Thiên Ưu 8 đạt năng suất trên 70 tạ một hecta. Để từng bước mở rộng diện tích sản xuất giống lúa cho năng suất chất lượng cao, vụ đông xuân năm 2015-2016, huyện Hải Lăng đã hỗ trợ cho nông dân đưa giống lúa thuần năng suất chất lượng cao Thiên Ưu 8 vào gieo trồng ở 17 hợp tác xã với diện tích trên 585 hectare. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các hợp tác xã và các khối nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến và kết quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân trên địa bàn. Qua là năm đầu tiên làm thì cho thấy là cái năng suất rất là cao. Theo đánh giá của hội đồng thăm đồng thì là đạt từ trên 70 tạ trên một ha. Mô hình cánh đồng lớn ở huyện Hải Lăng mang lại thành công lớn cho thấy mô hình thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, sử dụng giống lúa chất lượng cao, gieo xạ đồng loạt và thực hiện ba cùng, cùng giống, cùng cánh đồng, cùng thời vụ và liên kết bốn nhà tạo niềm tin lớn cho người nông dân. Qua mô hình cánh đồng lớn đã góp phần làm thay đổi thói quen về sản xuất nhỏ lẻ truyền thống, hiệu quả kinh tế thấp, tạo thói quen cho người nông dân hướng về sản xuất nông nghiệp tập trung hiện đại, tiết kiệm chi phí đầu tư nhưng cho hiệu quả kinh tế cao. Trong vụ sản xuất đông xuân 2015-2016, huyện Hải Lăng không chỉ gieo trồng đồng loạt giống lúa Thiên Ưu 8 ở 19 cánh đồng lớn mà còn đưa diện tích giống lúa này lên 780 hectare, tăng 527 hectare so với vụ đông xuân 2014-2015, giảm chi phí cho người nông dân trên 1,6 tỷ đồng và năng suất bình quân đạt trên 70 tạ một hectare. Giống Thiên Ưu thì về mặt ưu điểm thì nó cao cây, bộ lá khỏe và chống độ ngã tốt. Đặc biệt là cái tiềm năng năng suất rất cao, năng suất thực thu tại ruộng cánh đồng lớn là khoảng 70 tạ trên một hecta, còn năng suất đại trà của chúng tôi năm nay dự kiến lên trên 60 tạ trên một hecta. Phát huy những kết quả đạt được trong cả vụ sản xuất tới, huyện Hải Lăng tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng lớn và gieo trồng các loại giống lúa cho năng suất chất lượng cao như Thiên Ưu 8, hạt T1, hạt C95 và các loại giống lúa mới khác cho năng suất chất lượng cao. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Huyện đoàn Hải Lăng vừa tổ chức lễ khánh thành đài tưởng niệm liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Thanh Mai và tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề Tổ quốc mãi gọi tên anh. Anh hùng liệt sĩ Đào Thanh Mai sinh năm 1940, xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Hải Thượng. Từ năm 1955, đồng chí đã làm cơ sở cách mạng và tham gia lực lượng du kích mật của xã. Đến năm 1960, đồng chí thoát ly tham gia vào lực lượng vũ trang thuộc đơn vị đặc công tỉnh đồi Quảng Trị. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, đồng chí đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2010. Để tỏ lòng tri ân đối với người con quê hương, huyện đoàn vận động được hơn 400 triệu đồng để xây dựng công trình đài tưởng niệm. Đây là một công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kêu gọi vận động từ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đóng góp một phần tiền lương của mình để xây dựng một số nhà tình nghĩa để trao tặng cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó góp phần chung tay cùng với xã hội thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và những hộ nghèo. Được biết, trong dịp này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ khởi công xây dựng 7 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại các huyện Cam Lộ, Giao Linh, Đa Ca Rông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Hải Lăng và thành phố Đông Hà với tổng kinh phí 490 triệu đồng. Sáng nay, Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp với Ban Pháp chế Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2016 cho lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công tác tại các lĩnh vực liên quan của công ty. Công ty Điện lực Quảng Trị hiện quản lý gần 185.000 hợp đồng cung cấp điện, bình quân một năm phát triển mới khoảng 6.000 khách hàng. Để hạn chế những rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế, tại hội nghị tập huấn, cả cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị được trao đổi về những nội dung liên quan như điều kiện có hiệu lực của hợp đồng vô hiệu, hậu quả pháp lý, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng, giải quyết những tranh chấp. Bên cạnh đó, cán bộ công nhân viên công ty còn trao đổi thêm về hợp đồng lao động và kỷ luật lao động, những nguyên tắc, trình tự thủ tục giao kết hợp đồng lao động và kỷ luật lao động.
thông qua hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giúp cho mỗi cán bộ, công nhân viên công tác tại các lĩnh vực liên quan, lãnh đạo các điện lực và các phòng chuyên môn nắm vững những kiến thức, vận dụng tốt trong quá trình thực hiện các hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.